chữ line này đúng không ạ? Chữ line này mình viết nét ngang và nét sổ trước, được viết như thế này nó thuận hơn. Tiếp tục này, bộ hai cái bộ nhân phía bên tay trái phía bên tay phải chúng ta viết thành nét phẩy chấm là một hắt nhẹ lên thành cái từ số 3 để viết nhanh hơn đúng không ạ? Tiếp theo từ chữ chi này, chữ chi thì được viết cũng khá là giống trong chính thể, nó chỉ có mỗi một cái nét chấm ngắn bình thường ấy thì mình thay đổi thành nét chấm móc thôi. Tiếp tục chữ bất này, nối nhẹ lên kéo xuống để có thể tạo ra được cái sự mềm mại của liên kết của các nét chữ với nhau, để có tạo được thanh đậm hồn bóng cho một nét chữ các bạn nhé. Sử dụng ký tự số 2 để viết được cái chữ dị này. Thế thì đoạn văn vừa rồi mình viết ấy thì nó hiểu đơn giản ấy, thì lát nữa mình sẽ dịch cho các bạn nhé. Đại loại như là nó nằm một trong môn trong cuộc sống. Đấy, trong sự khổ đau này, nếu như các bạn nếm được cái gọi là cái vị đắng, cảm giác được cái vị gọi là đau khổ trong cuộc sống này ấy, thì các bạn sẽ thấy được là cái niềm vui đấy, nó không hề, tức là thấy được niềm vui nó không hề dễ dàng các bạn nhé. Chúng ta phải nếm trái đắng thì chúng ta mới có được hạnh phúc ngọt ngào. Đấy, hiểu đơn giản là cái câu trong ngôn mình đang viết đây. Đấy, tiếp theo chúng ta thấy cứ thấy bộ khẩu là các bạn viết một nét sổ, sau đó ký tự số 2 thì viết nhanh nhất. Đấy. Tiếp tục này, chữ điểm này này, điểm viết theo lối phồn thể này, sử dụng ký tự 1/2 này. Tiếp theo thì chúng ta thấy là các nét chấm phía bên dưới thì các bạn cứ tỉa cho mình thôi. Đấy, đánh dần các nét chấm. Lại bộ khẩu tiếp, lại vẫn tiếp tục ký tự số 2. Và ký tự số 2 được sử dụng như thế nào, bao giờ được sử dụng ký tự số 2, mời các bạn sẽ xem lại những phần video mình up, mình up lên, mình đăng lên, đăng tải lên. Đấy, các ký tự các bạn nhé. Các bạn vào kênh YouTube, các bạn gõ Linh Táo là nó ra hàng nghìn video. Đấy, kênh YouTube hàng nghìn video các bạn nhé. Hàng nghìn video các bạn gõ tìm kiếm, các bạn sẽ thấy được là có rất nhiều video nói về hành thư, nói về nói chung là mình đang làm rất nhiều những cái về phông chữ, về thư pháp chuyên sâu để cho các bạn có thể xem được này, chính khải này, hành thư này, xấu kim này, tiểu khải bút lông này, Âu Điền này, một loạt liệu phỏng tống này, một loạt những cái thể chữ đẹp. Tiếp theo các bạn thấy là ví dụ hai nét ngang nối vào với nhau thì các bạn sử dụng là nét ngang đôi các bạn nhé, tức là nét ngang trên và nối xuống phía dưới, nhả nét thanh ra và tiếp tục kéo nét ngang phía bên dưới nữa. Đấy, giống như là các nét ngang các bạn viết nối liền vào nhau ấy. Đấy, ký tự số 3 này, ký tự số 3 và ký tự số 2 đều là được viết là hai nét thay thế cho hai nét ngang. Nhưng mà ký tự số 3 này nó được áp dụng trong cái bộ thủ hay là chữ Hán có nhiều nét ngang hơn. Còn với ký tự số 2 thì nó bộ thủ đấy nó chỉ có hai nét ngang thôi, hoặc ít nét ngang hơn các bạn nhé, hoặc là nó là không phải được viết cuối. Đôi khi chúng ta cũng sử dụng linh động giữa hai cái ký tự này. Ví dụ vừa rồi là ký tự số 2 cũng được viết cuối này các bạn này. Đấy, thì chúng ta cũng sử dụng linh động các bạn nhé. Thì nó xuất hiện trong những cái chữ Hán mà chữ Hán mà nó có ít nét ngang thôi. Đấy. Tiếp theo đây là ký tự G ngược các bạn ạ. G ngược này được sử dụng khi nào? Khi nó có một cái nét ngang gập móc hoặc một nét sổ móc kết hợp với một nét chấm phía bên trong thì mình sẽ sử dụng ký tự G ngược. Đây là từ đây là chữ giá. Chữ giá này thì nó sẽ có bộ bối, nó chỉ về đồng tiền cổ, về vật chất giá trị. Phía bên dưới thì mình sẽ viết cái chữ trị. Cả hai cái chữ này nó đều có bộ nhân, ý muốn nói là đều là do con người tạo ra những cái vật chất. Đấy. Thực ra thì vật chất nó cũng chỉ là của cải phù du thôi các bạn ạ. Thì nguyên văn về cái câu đoạn văn này ấy, thì mình có thể dịch đơn giản đó là trong cuộc sống này ấy, các bạn nếm cái đau khổ thì nếm trước cái vị đau khổ này thì sau này các bạn sẽ hưởng được cái thành quả là ngọt ngào và hạnh phúc. Thì những cái điều ngọt ngào và hạnh phúc này thì không phải là dễ dàng mà có được.